mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sau khi con ra đời, đã không được thấy mẫu thân. Mẹ vì sanh con mà đã tử vong. Vì con đã vợ Phú Quốc, em con thúc xuất gia, một hành động đã làm mất đi huyết mạch ba đời họ Tiêu. Cha đau buồn thành bệnh không chữa mà mất. Con cắt ái từ gia, xuất gia hơn 20 năm. Đạo nghiệp chưa thành như thuyền không bến đổ. Ơn sinh thành của mẹ, ơn dưỡng dục của cha chưa báo đáp được. Trong lòng con muôn phần xấu hổ. Vì vậy con định muốn làm việc cảm động trời đất để báo đáp ơn cha mẹ. Không cầu cảm động trời đất, chỉ cầu an ủi thân tâm của con. Nhưng con cầu nguyện, chỉ nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh cha mẹ quá giảng. Hiếm có người có tâm lòng hiếu thảo như con. Con người cho rằng người xuất gia vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiếu, nhưng thực tế đó là cách lý giải hết sức sai lầm. Người xuất gia lấy bách hiếu làm đầu. Trong kinh nói rằng phải trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khẩu tam đồ. Bốn ơn nặng ngoài ơn Phật, ơn quốc gia, ơn chúng sanh, còn có ơn cha mẹ. Người xuất gia phải báo đáp ơn cha mẹ, nhưng cách thức báo ơn của người xuất gia khác so với người thế gian. Con định làm gì để báo đáp công ơn cha mẹ đây? Con định triều bái Ngũ Đài Sơn, khởi hành từ Phổ Đà Sơn. Đi bằng cách nào vậy? Tam bộ nhất bái. Con có tâm như vậy thật khiến người khác kinh phục, nhưng con không nên phát đại nguyện này. Sao sư phụ nói ra những lời như vậy? Phổ Đà Sơn cách Ngũ Đà Sơn hàng ngàn dặm đường, muốn tam bộ nhất bái thì phải mất thời gian mấy năm mới có thể đến được. Con đã phát đại nguyện thì không quan tâm đến năm tháng xa gần. Đường xa núi cao không cần phải đối. Trên đường thời tiết thay đổi, do sương mưa tuyết, người phi thường mới có năng lực kiên trì đến cùng. Nếu nữa được thối lui thì chi bằng không phát đại nguyện này. Vì để báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ, nguyện xả thân này. Giống như khi đó con chỉ tu hành hành đạo, vào trong thâm sơn tu khổ hạnh 6 năm sau. Nói giống nhau nhưng việc làm khác xa nhau. Nếu như có thể làm việc người không làm được, nhẫn những việc khó nhẫn như thế này thì có việc gì mà không làm thành chứ hả? Tốt, tốt. Con định khi nào khởi hành vậy? Mùng 1 tháng 7. Tốt, đến lúc đó lão nạp sẽ tiễn con một đoạn. Sư đệ. Sư huynh. Sao rồi sư huynh, thua rồi hả? Để thua thì có. Hả? Ngươi tam bộ nhất bái đến Ngũ Đại Sơn hả? Sao các thầy biết rõ những gì con suy nghĩ vậy? Hôm qua ta cá cược với sư huynh, lần này thì thảm rồi. Tháng này chú phải nấu cơm rửa chén à. Biết rồi, để phải quét nhà chặt củi, nước để gánh nước không nổi, thật là lão bạc đầu. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung.
Các vị đây là... Chúng tôi nghe nói Pháp Sư Hành Tam Bộ Nhất Bái đến Ngũ Đại Sơn, liền thỏa thuận làm bạn với ngài cùng đi. Bốn người các vị cũng có đại nguyện giống vậy sao? Phải. Phải đó. Nếu ngài có thể làm được, chúng tôi nhất định cũng sẽ làm được. Phải đó, phải. A-di-đà Phật, tốt quá. Vậy thì chúng ta cùng lên đường đi. Mùng 1 tháng 7 năm 1883, vì để báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ, ngài Hư Dân ở tuổi 43 từ Am Pháp qua núi Bổ Đà khởi hương, bắt đầu cuộc hành trình Tam Bộ Nhất Bái. Biến Chân, Giác Thừa, Thu Nghi, Sơn Hà, bốn vị tăng sĩ cùng đồng hành trên hành trình này. Biến Chân hả? Ngồi nghỉ chút đi. Ngồi tôi đi. Tôi cũng định ngồi nghỉ một chút, nhưng họ đều đi xa rồi. Vậy chúng ta qua đó đuổi theo họ đi. Nói thì hay lắm, Tam Bộ Nhất Bái đó huynh. Đi qua đó một đoạn thôi, làm gì mà chấp dữ vậy? Thôi được rồi, mình đi. Nè, nghỉ chút đi các huynh, ngồi nghỉ đi. Thật sự mà nói chắc chịu không nổi rồi. Hiện tại lại có chút xíu dí nhờ kim đâm vào tim, thật khó mà chịu nổi. Cảm giác của mọi người đều giống nhau thôi. Đi một đoạn thời gian như vậy, e rằng 1/10 đoạn đường cũng chưa đến nữa. Mấy tháng gần đây thời tiết mùa thu ở Giang Nam cũng khá tốt, mùa đông sắp đến rồi. Trước mặt mình là dốc cao Hoàng Thổ, thuộc ngọn núi Sùng Sơn chót vót, băng tuyết dày đặc. Chỉ sợ bây giờ mới bắt đầu, làm sao lại... Ê, các huynh xem chiếc thuyền bên đó kìa. Rất nhiều tôm cá mắc cạn đều bị đè chết rồi, thật là tội nghiệp quá. Như huynh nói vậy, đây là tội của ai? Đương nhiên là lỗi ông lái đò rồi. Nếu ông lái đò không tới đây thì những con tôm cá làm gì bị chết cạn chứ. Phải nói là lỗi của khách. Nếu như không có những người đi đò thì ông lái đò sẽ không lái đến đây. Không lái đò đến đây thì tôm cá làm sao mà bị chết dìm được chứ. Tôi nghĩ đây là lỗi của ông lái đò đó. Là lỗi của khách đi đò. Là lỗi của ông lái đò. Thôi. Đúng rồi. Mình đi hỏi Pháp Sư Hư Dân đi. Các sư huynh đệ muốn làm rõ xem lỗi của ai có phải không? Phải. Nhất định làm rõ đó. Không phải lỗi của ông lái đò, cũng không phải lỗi của khách đi đò đâu. Vậy thì là lỗi của ai chứ? Đúng rồi, lỗi của ai chứ? Tìm cái lỗi trong cái không có lỗi, đó chính là sự tìm phiền não cho mình. Thế mới chính là lỗi. Thôi tiếp tục lên đường, trời sắp tối rồi. Pháp sư à, trên trán của ngài chảy máu rồi kìa. Không biết bao nhiêu lần rồi. Không sao đâu, khi liền da cô rồi nó sẽ khỏi thôi. Ha ha ha, 问什么的说呵。